cảm thấy vô cùng phú quý. Nhưng chân và lưng của bà ấy không tốt, đầu gối và phần eo đều đã phải làm phẫu thuật, rất khó giữ được căn nhà to như vậy. Hai cô con gái thậm chí hy vọng bà ấy ở trong bệnh viện, ít nhất còn có người chăm sóc. Nhưng bà ấy đã gả vào nhà này được 60 năm, có tình cảm rất sâu đậm với căn nhà. Hơn nữa điều làm bà ấy khổ cực nhất là trong nhà không có đường thông nước, bao gồm nhà bếp, nhà tắm và vệ sinh. Tất cả những thiết bị dùng và thải nước đều tập trung vào một căn phòng 18 năm trước cải tạo. Bà lão cần phải đem theo gậy để đỡ mới có thể đi ăn cơm và tắm rửa. Nếu như trời mưa, căn nhà hào hoa biến thành một khu vực nguy hiểm. Bà lão chỉ hy vọng có thể thoải mái ở trong nhà dưỡng lão. Chấp nhận thử thách lần này là một kiến trúc sư 56 tuổi. Lần trước ông ấy đã cải tạo căn nhà làm tương 116 tuổi, nhận được giải thưởng thiết kế năm 2011. Ông ấy có thể tạo ra sự hòa hợp giữa người và không gian, được gọi là nhà du lịch di động. Kiến trúc sư đến cửa nhà, hai cô con gái của bà lão liền ra tiếp đón. Cánh cửa rộng rãi, sáng lại có thể thông gió. Cột gỗ len trong nhà vô cùng hiếm, cao 27m, bề ngoài hoàn toàn không có vết tì vết. Cửa gỗ ở đây, tấm lưới và vách tường trước đây đều là ông lão tu sửa, cho nên vẫn duy trì được vẻ bề ngoài tinh tế. Các bậc có độ cao chênh lệch 40cm ở lối vào, bà lão chỉ đành bám vào tường cạnh để đi lên bậc. Cả căn nhà chỉ kiến trúc đã chiếm 125m2. Phía bắc phần hình vuông này là nhà chính, phần dài bên cạnh là khu mới xây. Bà lão thường xuyên ở trong căn phòng gần khu mới xây. Bước vào phòng của bà, kiến trúc sư thốt lên rằng thật không tồi. Trần nhà sử dụng các cây gỗ dày, cửa gỗ cũng có thể dùng vài chục năm. Phòng ngủ của bà ấy nằm ở bên trong nhất, bởi vì đi lại không tiện, nhưng ở đây thường xuyên có xe đi qua đi lại, thậm chí còn có xe lửa đi qua. Ban đêm ổn rất khó ngủ, nhưng đây cũng là nơi ấm áp nhất ở tầng 1. Có cửa sổ cách nhiệt, mà căn phòng thờ Phật bên cạnh dùng cửa kính có chất lượng kém. À, bà lão phải đi sang một căn phòng khác để dùng nước. Vốn dĩ ở đầu sân là nhà bếp và vệ sinh, sau đó bởi vì thiết kế đường ống nước, toàn bộ đều di chuyển đến phòng gia cố mới. Bà ấy lúc mà một mình ở nhà cũng không thích có người đến chơi. Ăn cơm được một nửa đành đặt bát đũa xuống, sau đó bước từng bước đi ra bên ngoài, đi đến cửa lớn cách 30m. Nhưng mà cũng có chuyện làm bà ấy vui vẻ, chính là con gái đưa cả nhà về đến nhà bà ngoại qua đêm, còn có hai đứa cháu ngoại mới sinh. Căn nhà tuy là đã ở 4 đời, nhưng lúc cả nhà ăn cơm vẫn là từng đoàn người di chuyển đến đoàn người di chuyển đến căn phòng khác. Không chỉ bất tiện, bà ấy còn lo lắng cháu ngoại bị cảm lạnh, ở trong nhà không thoải mái. Vì vậy bà ấy lấy ra 153 triệu yên tiền tiết kiệm, hy vọng có thể cải tạo căn nhà để cả nhà xuân vầy. Lúc chuyển nhà trong phòng vô cùng náo nhiệt, bà lão đi lại không tiện, cũng không ngồi im mà họ dọn đồ. Hai cháu gái đã trưởng thành, thường đến nhà bà ngoại chơi, mà căn nhà rộng lớn, rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ. Kiến trúc sư dự định giữ nguyên phong cách của căn nhà. Thợ mộc nói rằng, có những cây gỗ rất quý, có thể dựng nhà vững chắc trong mấy chục năm, bây giờ có tiền cũng mua không được, cho nên những vật liệu gỗ này đều được giữ lại để sử dụng. Trần nhà được dỡ xuống, có thể nhìn thấy trụ cột bên trong. Phong cách tầng 2 hoàn toàn khác biệt, nhưng sau khi dỡ trần nhà, vẫn có thể nhìn thấy những cây gỗ vững chắc. Sau khi dỡ sàn của tầng 1, kiến trúc sư phát hiện kết cấu của nóc nhà vô cùng chắc chắn, nhưng sàn nhà lại yếu ớt, cột trụ dưới sàn vô cùng yếu, những cây đỡ hoàn toàn vô dụng, chỉ là bổ sung nhất thời. Sàn nhà được phủ một lớp chống ẩm, nhưng khi cưa cột gỗ ra xem, đã bị mọt ăn mòn rất nhiều rồi, cho thêm nhiều lớp chống ẩm nữa cũng vô dụng, nên nhà phải làm lại từ đầu rồi. Cải tạo vẫn chưa bắt đầu, một đám công nhân cầm theo số nước đến, hóa ra họ là công nhân phụ trách lau dọn để vật liệu khôi phục độ bóng ban đầu. Mùa đông ở Nhật rất lạnh, thế là kiến trúc sư liền ra tay, trực tiếp đổ xi măng và thiết bị sưởi, sau đó đổ bê tông lên để giảm bớt khí ẩm. Thông qua bê tông nhiệt bung nóng trong đêm, sáng tỉnh dậy bề mặt đã rất ấm. Tiếp theo kiến trúc sư còn khoét đi xung quanh của phần cột gỗ, lại dùng xà ngang để ghép vào. Sau khi đổi hoàn toàn xà ngang dưới sàn, kết cấu vững chắc hơn rất nhiều. Sau đó đội công nhân đến dỡ căn phòng mới xây, rồi dọn sạch sẽ căn phòng. Tất cả thiết bị vệ sinh đều bị dỡ ra. Tiếp theo bọn họ đi đến cạnh cây hoa mai, đào cây lên di chuyển đến hậu viện, lại cắt phần tường của căn phòng mới, mở một cái nền đất được đắp mới và được lắp lên xà ngang mới. Hóa ra đây là muốn liên kết bộ phận nhà chính và phần mới xây kia lại với nhau, khoảng cách không đến 3m. So với lúc trước thì tiện lợi hơn nhiều. Tầng 1 chủ yếu là khu vực hoạt động, cho nên cần mở một căn phòng, phá vỡ kết cấu lúc đầu của căn nhà. Hai cô con gái của bà lão yêu cầu thêm hai chỗ để xe, kho để đồ và vườn tược ban đầu. Bây giờ vừa hay lấp chỗ trống, kiến trúc sư dỡ mái nhà ra, bỏ đi những xà ngang thép không hợp lý. Sau khi lấy xuống xà ngang nặng, để lại một chỗ trống rộng 6m2, rồi làm trần nhà để cho chỗ để xe. Những cây gỗ vừa dài vừa thô không hề vứt đi, mà là để vào nhà chính, để phong cách ban đầu của kiến trúc hòa hợp với phong cách hiện đại.
Tiếp theo là cải tạo mái nhà. Một trận mưa bão 15 năm trước làm nhiều mái ngói bị bay đi, cho nên cải tạo thành ngói màu xanh. Bây giờ lại tăng thêm một tầng kết cấu, cố định những tấm ván polystyrene ở bên trên, lại thêm một lớp thép tâm là hoàn thành mái ngói xanh. Nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng truyền thống, nhưng không sợ bão, còn có tác dụng cách nhiệt. Căn phòng gia cố kia cũng được dỡ mái ra, cải tạo thành một mái nhà tam giác truyền thống, bề ngoài trông rất hài hòa. Đến với tầng 2 của nhà chính, dỡ hết bộ phận sàn nhà ra, đổi thành một lớp nền thạch cao. Bởi vì bên dưới là phòng ngủ của bà lão, kiến trúc sư hy vọng khi người tầng trên làm ồn sẽ không làm ảnh hưởng đến bà khi ngủ. Vách tường cũng được xử lý lại, lấp đầy những khe hở. Nhà bếp cũng được chuyển đến khu nhà chính. Căn nhà này gần đường nên khá là ồn, nên điều chỉnh cao độ của cửa sổ. Như vậy phần lớn thời gian của bà lão đều có thể ở trong nhà chính. Bên ngoài căn phòng còn bố trí một hành lang gỗ, nơi đây là nhà bếp cũ. Bây giờ dự định làm phòng ngủ cho bà lão, cách khá xa đường phố ồn ào. Hơn nữa phòng vệ sinh ngay bên cạnh, đằng sau có một đường hành lang đi qua phòng ngủ của bà. Hành lang thông trực tiếp đến lối đi của phòng gia cố, nhưng đã được cải tạo thành phòng vệ sinh. Diện tích phòng tắm to hơn. Từ cửa sổ của phòng ngủ bước ra ngoài, đứng trên hành lang gỗ, vừa hay ngắm được cảnh ngoài vườn. Rồi đi tiếp về bên phải, khi đến nhà để xe. Nếu như nhà bà ấy có một ngày phải ngồi xe lăn, cũng có thể xuống xe ở nhà để xe, rồi đi lối đi vào phòng của mình. Sân nhà xây một lối đi đá. Nhà kho cũ ở cuối con đường cũng bắt đầu được tu sửa, đục một lỗ cao 160cm, dưới đất lại đào lên một chỗ. Nhà kho hoang tàn ban đầu biến thành một nơi có thể ngồi xuống hóng mát. Kiến trúc sư hy vọng bà lão có thể di chuyển thoải mái, mà không phải ở mãi trong phòng. Tiếp theo ông ấy đến một cửa hàng bán đồ thư pháp. Ở đây bán dầu mực nổi tiếng ở địa phương. Quá trình sản xuất còn phải dùng chân để nhào, sau đó được máy nén nén lại, biến thành một cục dầu mực. Kiến trúc sư ngắm một lúc, rồi lái xe đi đến xưởng của một người bạn, cầm ra một bọc màu mực. Đây đều là những mảnh vụn thu được trong quá trình may màu mực, trực tiếp đun lên có thể thành mực viết, rồi đem mực đến công trường, thêm cát và đá vôi, rồi bôi lên mặt tường. Hóa ra người bản địa dùng thạch cao đen quét lên tường là một cách làm truyền thống. Ở đây mùa đông quá lạnh nên dùng màu đen để giữ ấm. Căn phòng ban đầu bị lan can bọc quanh, đã mất đi phong cách nhà dân, khi được cải tạo trở nên rất có phong thái. Nhưng mà màu đen bên ngoài mới là đặc sắc vốn có của địa phương. Dần dần tiến vào bên trong, lối vào không thay đổi quá lớn. Vốn dĩ ban đầu phải vất vả đi sang căn phòng gia cố để tắm rửa, bây giờ được thiết kế lại vừa đẹp lại rộng rãi thoáng mát, sửa thành mái nhà dốc. Cửa sổ tầng 2 được che bằng tấm lưới gỗ. Lớp sơn dầu màu đen được quét lên tường bên ngoài tầng 1. Cây cối ngoài vườn cũng phối hợp với kiến trúc, được bố trí rất hài hòa. Đường đi rắc rối trước đây đã không còn nữa, biến thành một đường đá tản bộ. Nền đất sử dụng công nghệ đá dừa, khi trời mưa cũng không dễ bị trơn. Hành lang dài ở nhà chính được giữ lại, đặc biệt bố trí tay nắm, dễ dàng để bà lão đi lên cầu thang. Tay nắm được làm theo chiều cao của bà ấy. Ở lối đi còn có chỗ ngồi xuống uống trà. Bên cạnh là tủ giày mới. Gần lối đi vốn dĩ là một căn phòng trống, được sửa thành phòng thờ. Tượng Phật và bàn thờ đều được đặt ở đây, vô cùng tiện lợi. Ngôi nhà này cũng là di vật mà ông cụ quý nhất. Sau khi lắp đặt hệ thống sưởi ấm dưới nền nhà, cũng không sợ mùa đông lạnh thấu xương nữa. Mở cửa sổ là có thể nhìn cảnh quan đằng sau nhà. Phòng bếp hiện đại làm người ta chú ý nhất. Tủ trà gỗ hương này lúc chuyển nhà mới được kiến trúc sư lấy ra, sẽ không bị đưa vào quên lãng nữa. Bộ tủ kệ bằng gỗ từng là bàn trang điểm, cũng được sửa thành bộ kệ tủ TV. Trong nhà bếp có thể vừa làm cơm vừa ngắm cảnh. Cửa bên thông với phòng khách, rất tiện khi tiếp khách. Không gian lưu trữ rất rộng rãi. Đằng sau còn lắp thêm một bàn làm việc cho bà, không chỉ nhẹ nhàng cất giữ đồ, còn có thể ở đây trang điểm, gặp bạn cũ. Không gian tầng 2 được mở rộng và đẹp đẽ hơn. Phần trên đỉnh còn có vách ngăn mùa đông để tránh việc không khí ấm lọt ra ngoài, tiết kiệm điện. Cánh cửa kính vốn dĩ không giữ ấm, biến thành cửa cách với nhà ăn. Thông qua hành lang ở phòng ăn, rất nhanh có thể đến căn phòng bên cạnh. Đi đến cuối là nhà để xe, bên cạnh hành lang là nhà vệ sinh. Vô cùng tiện lợi. Nhà bếp ban đầu được sửa thành phòng ngủ của bà lão. Hành lang bằng phẳng ở đằng sau tường, còn có thiết bị cách âm. Phòng ngủ ở đây cũng dùng những cái tủ cũ. Bên cạnh là tủ đồ rộng rãi. Đi qua cửa kính, có thể thưởng thức cảnh đẹp sau vườn, hoặc là ngồi dưới hành lang nghỉ ngơi. Đi hết hành lang trong nhà là phòng vệ sinh và nhà tắm. Cánh cửa nhỏ của nhà vệ sinh thông với hành lang ngoài trời. Phòng tắm cũng có máy sưởi. Ngồi trong bồn tắm, một bên hưởng thụ tắm nước nóng, còn có thể thông qua cửa kính 45 độ trên trần nhà ngắm sao. Bên cạnh máy giặt ở cạnh cửa là nơi phơi quần áo. Trên đỉnh thiết kế những tấm nhựa trong suốt, mưa bão không cần lo lắng. Đi tiếp là đến nhà để xe. Nghĩ đến việc bà lão sau này ngồi xe lăn,
nhà xe có 2 chỗ để xe. Các con gái cũng sẽ thường xuyên về thăm bà. Nhà kho ở sau vườn được sửa thành chòi nghỉ mát, cùng với bạn bè đến đây tản bộ, ăn đồ ăn rồi hoài niệm chuyện cũ. Đá và mái ngói cũ trong vườn được tạo thành một lò nướng đá. Con gái và cháu chắt có thể thường xuyên đến đây rồi làm tiệc đồ nướng. Cầu thang lên tầng 2 cũng được cải tạo thêm tay cầm. Phần bên cạnh hành lang làm thành không gian thoáng. Tuy là giảm bớt chỉ còn lại 2 phòng, nhưng cũng đủ để con gái bà ở lại qua đêm. Lối đi cửa gỗ đen cũng được đặt ở đây. Đương nhiên còn có cả phòng vệ sinh. Mà lần cải tạo căn nhà hào hoa này cũng hoàn thành trong khoảng dự tính. Hai cô con gái dìu bà lão hy vọng đi về phía căn nhà. Bước vào lối vào, các con gái vô cùng hưng phấn, không ngừng khen ngợi. Nhà bếp càng làm họ hài lòng hơn. Điều mà bà lão quan tâm nhất lại là nơi phơi quần áo. Thấy nhà để xe vô cùng tiện lợi, nghĩ rằng sau này sẽ có nhiều người đến nhà chơi, bà ấy cười vui vẻ. Khi gặp kiến trúc sư, bà lão rất muốn giữ ông lại lâu hơn. Tuy là eo không được tốt, nhưng vẫn cảm ơn ông từ đáy lòng. Các cháu gái khi đến nhà mới càng cảm thấy thích thú, còn muốn đưa bạn bè đến đây chơi.